présent trouver de la nourriture qui lui permettra de... Nó phải tìm kiếm thức ăn để tiếp tục nuôi con bằng sữa. Đến 6 giờ rưỡi chiều, cảnh vật biến đổi, màn đêm bao trùm khắp đồng cỏ. Bài học săn mồi của bao đốm phải đợi đến ngày mai, còn với những con hà mã thì bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi. Những con báo đốm cũng vậy, chúng đang bận rình đào linh dương. Chúng không biết có một con linh cẩu đang âm thầm theo chúng. Những con sư tử cái hết sức đoàn kết trước chuyến đi săn ban đêm. Cả đám như tâm sân hội hơn bao giờ hết. Hai con sư tử đực không đi cùng sư tử cái, nhưng chúng có thể đi theo bằng cách đánh hơi mùi. Sư tử sở hữu một cơ quan khứu giác đặc biệt dưới.